Thưa quý vị, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài trong 4 ngày. Từ chiều nay, các tuyến đường bắt đầu ùn tắc khi dòng người từ trung tâm thủ đô Hà Nội đổ ra các cửa ngõ để về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Hiện phóng viên Khánh Huyền đang có mặt tại cửa ngõ giao thông nút giao Pháp Vân Cầu Giẻ để cập nhật về tình hình giao thông. Xin được mời chị Khánh Huyền. Xin chào MC, xin chào khán giả. Thưa quý vị, hiện giờ là 18:30 tối và cũng là ngày làm việc cuối cùng trước khi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại nút giao cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ thì tình hình giao thông hiện đang tắc và lực lượng giao thông tại đây cũng đã được tăng cường để làm nhiệm vụ điều tiết tại khu vực này. Còn theo ghi nhận của chúng tôi vào các tuyến đường nội đô và ngay từ chiều nay, giao thông đã bắt đầu đông đúc, các phương tiện đã bắt đầu tăng nhất là ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì bắt đầu ùn ứ tại nút giao Cổ Linh và tắc nghẽn ở trong kỳ 4 ngày thì và do vậy thì lực lượng chức năng cũng đã ra quân 100% cảnh sát giao thông và để mà điều tiết tại các cửa ngõ. Dự kiến thì giao thông sẽ còn tiếp tục ùn ứ vào ngày cuối kỳ nghỉ lễ. Do vậy thì các phương án cũng đã được đưa ra để giảm bớt áp lực tại các tuyến đường trọng điểm. Người dân khi di chuyển vào nội đô trong thời gian này thì cũng cần sắp xếp thời gian hợp lý để tránh tình trạng ùn ứ cục bộ. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin từ hiện trường đến từ phóng viên Khánh Huyền. Và đây cũng là một lưu ý dành cho quý vị và các bạn nếu như chúng ta đang lên kế hoạch cho những kỳ nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 này. Đặc biệt khi mà chúng ta bước vào cao điểm du lịch không chỉ tại Hà Nội mà tại thành phố Đà Nẵng nữa. Trong thời gian qua đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ rất nhiều các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của người dân. Du khách khi mà tham quan tắm biển vui chơi giải trí tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng cần phải lưu ý. Hiện nay thì các cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân và cả du khách cần phải nâng cao cảnh giác cất giữ tài sản, tránh tình trạng chủ quan lơ là, từ đó tạo điều kiện cho kẻ gian ra tay trộm cắp. Ngoài biển báo quý khách tự bảo quản tài sản cá nhân đề phòng mất cắp, thì những thông báo lưu động được Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà phát đi hàng ngày như thế này để cảnh báo du khách về những vụ trộm cắp tài sản liên tiếp xảy ra gần đây. Dù tích cực khuyến cáo nhưng những hình ảnh người dân du khách lơ là bỏ lại đồ dùng, tài sản trên bãi biển khi đi tắm vẫn thường xuyên xảy ra. Chỉ khi được nhắc nhở mạnh thì họ mới vội vàng kiểm tra lại tư trang. Tại vì mình chưa mất bao giờ cả nên mình cũng không nghĩ đến điều đó. Vì mình nghĩ là ở Đà Nẵng tình hình an ninh vẫn ok. Chính tâm lý chủ quan của người dân và du khách khi đi chơi tắm biển thường để lại tư trang trên bãi cát mà không có người trông giữ đã tạo điều kiện cho kẻ gian quan sát, lợi dụng sơ hở, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng thường lợi dụng thời điểm sau 18 giờ, lúc trời gần tối để ra tay. Cái việc khó khăn nhất là nói chung là cái người dân, nhiều người họ du khách còn thờ ơ, rồi là mình tuyên truyền nhắc nhở mà nói chung là họ cũng không ý thức lắm việc nói chung là bảo quản cái tài sản của mình, có người chống đối lại. Mùa cao điểm du lịch cũng là thời điểm lý tưởng cho kẻ gian thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp. Mới nhất ngày 28 tháng 8 vừa qua, đội trật tự của Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà đã bắt quả tang hai đối tượng trộm cắp điện thoại, tiền của du khách. Ban Quản lý khuyến cáo người dân, du khách không để tài sản có giá trị trong cốp xe hoặc dưới bãi cát, cần gửi tư trang vào các quầy dịch vụ giữ đồ. Để mà cái việc mà mắc cắp nó diễn ra thường xuyên mà lặp lại nhiều lần hơn thì nó sẽ rất ảnh hưởng đến cái môi trường văn minh, an toàn, thân thiện của bãi tắm Đà Nẵng. Cho nên chúng tôi cũng đang rất là chú tâm, đặc biệt quan tâm và đang phối hợp với các ngành chức năng để mà xử lý cho triệt để vấn nạn này trên bờ biển. Dịp lễ mùng 2 tháng 9 sắp tới, dự báo Đà Nẵng đón lượng lớn khách du lịch. Do đó, để đảm bảo an toàn cho du khách vui chơi tắm biển, đồng thời giữ hình ảnh bãi biển Đà Nẵng văn minh, thân thiện, các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại các bãi biển du lịch được tăng cường đẩy mạnh. Thời tiết nắng nóng gay gắt, mưa ít khiến mực nước ở hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xuống mức thấp kỷ lục trong gần 10 năm qua. Mực nước xuống thấp cũng cho thấy tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của thân đập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là khi mùa mưa bão đang cận kề. Phần lớn diện tích hồ Kẻ Gỗ nay đã trơ đáy. Mực nước dâng bình thường của hồ là 32,5m, nhưng hiện nay chỉ còn 17,1m, cách mực nước chết 2m. Nghiêm trọng nhất là nước không thể qua tràn thông với hồ Trại Tiểu để cấp nước sinh hoạt cho thành phố Hà Tĩnh và Bắc huyện Cẩm Xuyên.
từ 10 năm trở lại đây thì mực nước hồ Kẻ Gỗ là thấp nhất. Thì nguyên nhân chủ yếu là cái năm vừa này trong năm nay thì nắng nhiều, lượng mưa không có, cho nên là dẫn đến là tưới rất chi là căng thẳng và cái lượng bốc hơi cũng rất chi là lớn. Hồ Kẻ Gỗ được khởi công xây dựng từ năm 1976 đến năm 1983, toàn bộ hệ thống mới được đưa vào sử dụng. Đây là công trình thủy lợi trọng điểm của Hà Tĩnh, phục vụ tưới tiêu cho hơn 13.000 hecta của huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh. Hiện nay mực nước tại hồ hiện chỉ còn ở mức 44 trên 345 triệu mét khối và đang tiếp tục xuống thấp. Nguy cơ thiếu nước tưới tiêu cho mùa vụ sắp tới ngày càng hiện hữu. Hiện nay thì tất cả các cái hồ đều xuống mực nước rất là thấp, mực nước chết. Nếu như năm nay mà cái lượng mưa mà ít thì các hồ đập mà không đủ mực nước dân bình thường thì năm sau có nguy cơ là sẽ hạn hán. Do đó là công ty cũng đang tính cái phương án nếu như hết mùa mưa bão này, nếu so với Kẻ Gỗ mà dưới lượng mưa dưới 2.800 lý thì không đủ nước để tưới cho năm sau. Mực nước hồ Kẻ Gỗ xuống thấp càng lộ rõ tình trạng xuống cấp của hồ. Thân đập từ cao trình 24m trở xuống từ khi xây dựng đến nay vẫn chưa được tu sửa. Các lớp bê tông bị hỏng, đổ gãy tạo ra các hàm ếch tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cao. Nếu không sớm có dự án nâng cấp sửa chữa sẽ uy hiếp đến tính mạng, tài sản của hàng nghìn hộ dân vùng hạ lưu khi mưa bão về. Tin chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị, chiều nay 31 tháng 8 tại Đồng Nai, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, dự lễ khởi công đồng loạt 3 gói thầu quan trọng với tổng mức đầu tư khoảng 53.000 tỷ đồng của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất. Dự án do Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV, chủ đầu tư dự án thành phần 3 thực hiện. Trong đó, gói thầu 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 trị giá 35.000 tỷ đồng, được xác định là đường găng chính của toàn dự án và dự kiến thời gian thi công là 39 tháng. Đây là gói thầu xây dựng nhà ga hành khách có giá trị lớn và có tính chất kỹ thuật phức tạp nhất trong dự án sân bay Long Thành. Khi hoàn thành, nhà ga này có công suất phục vụ 25 triệu hành khách mỗi năm. Gói thầu số 4.6 xây dựng đường băng, đường lăn sân đỗ có giá trị 7.300 tỷ đồng. Một gói thầu nữa cũng được phát lệnh khởi công trong chiều nay là gói thầu số 12, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3 thuộc dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Tổng mức đầu tư của 3 gói thầu lên đến trên 53.000 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ phát lệnh khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, lễ khởi công 3 hạng mục quan trọng nhất của hai dự án cảng hàng không là sự kiện quan trọng, là dấu ấn trong sự nghiệp phát triển ngành hàng không, là món quà ý nghĩa nhân dịp Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây cũng là kết quả minh chứng cụ thể, rõ nét nhất cho sự nỗ lực hết mình của chủ đầu tư, sự vào cuộc của chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong thời gian qua. Với tính chất quan trọng và phức tạp của dự án, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ ban ngành trung ương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, thúc đẩy tiến độ công trình với mục tiêu chung là đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả của dự án như đã được thẩm định và phê duyệt. Thủ tướng đề nghị bà con nhân dân trong vùng ảnh hưởng, tác động của dự án tiếp tục đồng hành vì lợi ích quốc gia, ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành thuận lợi đúng kế hoạch. Thủ tướng khẳng định chính phủ, các ban chỉ đạo, các bộ ngành, cơ quan với trách nhiệm và quyền hạn sẽ hết sức ủng hộ, hỗ trợ, tháo gỡ các vướng mắc để chủ đầu tư, nhà thầu hoàn thành hai dự án có ý nghĩa rất quan trọng này.